Anti-fan Hoa hậu Ý Nhi quyên góp hơn 500 triệu, Đỗ Mạnh Cường tuyên bố sốc về chuyện làm từ thiện. Thời gian qua, Hoa hậu Ý Nhi liên tục vấp phải những làn sóng chỉ trích từ dư luận sau loạt phát ngôn vạ miệng, thiếu kiến thức. Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường cũng là một trong số các cá nhân đã lên tiếng chỉ trích người đẹp Bình Định. Ngoài ra, anh còn không ngần ngại tham gia group anti-fan của cô Hoa hậu thị phi này. Quan điểm nên có một Hoa hậu bị tước vương miện để làm gương của Đỗ Mạnh Cường trong group nhanh chóng được nhiều người chú ý, kèm với đó là sự đồng tình lớn của các thành viên thuộc team anti-Ý Nhi. Gần đây nhất, trong hội anti-fan, Đỗ Mạnh Cường gây chú ý khi đề cập đến phát ngôn nạn đói nạn rốt của người đẹp Bình Định, đồng thời lên tiếng kêu gọi mọi người chung tay đóng góp cho hoạt động vì cộng đồng. Cụ thể anh viết, gần 640.000 thành viên, mỗi người chỉ cần quyên góp 5 đến 10.000 đồng là có thể tạo nên được điều kỳ diệu, xây dựng nhà nội trú trong trường học cho các em nhỏ ở vùng núi Tây Nguyên. Tuy nhiên, hành động này của nhà thiết kế Việt vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, nhiều người chỉ trích vì anh đã sử dụng tài khoản cá nhân để kêu gọi từ thiện cũng như lợi dụng scandal của đàn em để thu hút truyền thông. Im ắng một thời gian, mới đây, Đỗ Mạnh Cường đã tung bảng sao kê để thể hiện sự minh bạch của mình. Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường viết trên trang cá nhân, chương trình được diễn ra từ lúc 7 giờ sáng ngày 13 tháng 8 năm 2023 và kết thúc vào lúc 10 giờ 36 phút ngày 14 tháng 8 năm 2023 với tổng số tiền quyên góp được là 499.920.672 Việt Nam đồng. Đỗ Mạnh Cường cho biết, toàn bộ số tiền này đã được chuyển khoản trực tiếp cho quỹ Tấm Lòng Việt của Đài Truyền hình Việt Nam. Anh hy vọng mọi thông tin được rõ ràng và minh bạch để không ai phải lo lắng. Anh cũng chia sẻ thêm, đây cũng là một bài học để Đỗ Mạnh Cường rút kinh nghiệm khi làm từ thiện, sẽ không bao giờ có một lần kêu gọi nào nữa để tránh những rắc rối vì sự xuyên tạc, bôi xấu từ những thành phần xấu trong xã hội. Mọi hoạt động thiện nguyện sau này, Đỗ Mạnh Cường vẫn sẽ tiếp tục làm bằng sức lực cá nhân của mình như trước đây. Một lần nữa, xin cảm ơn rất nhiều Mạnh Thường Quân đã tin tưởng Đỗ Mạnh Cường và ủng hộ quỹ Tấm Lòng Việt, giúp đỡ rất nhiều trẻ em được đến trường. Bên cạnh đôi dòng chia sẻ về việc làm từ thiện, Đỗ Mạnh Cường cũng công khai ảnh giấy tờ, chứng từ liên quan đến việc kêu gọi quyên góp của mình. Ngay sau khi được đăng tải, bài viết của nhà thiết kế đã nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Theo chia sẻ của anh, mục đích của chiến dịch này là để xây nhà nội trú trong trường học cho các trẻ em nhỏ ở vùng Tây Nguyên, theo như dự án tranh thiện nguyện em đã đưa ra lúc đầu. Trước đó, sau khi bị chỉ trích quá nhiều về việc kêu gọi từ thiện trong group anti-fan Hoa hậu Ý Nhi, Đỗ Mạnh Cường đã tuyên bố dừng dự tính của mình trước thời hạn. Theo đó anh nói, do nhận được nhiều ý kiến trái chiều, cũng như một số người lợi dụng việc này để bôi xấu hình ảnh cá nhân, tôi và group, nên để mọi việc được thực hiện đúng pháp lý và dễ dàng sao kê nhất cho mọi người trước khi mọi việc đi quá xa, tôi sẽ đóng tài khoản này vào ngày mai vì hiện tại chủ nhật chưa thể đóng được. Việc sao kê sẽ được thực hiện từ 7 giờ 30 phút ngày 13 tháng 8 năm 2023 đến thời điểm tài khoản được đóng, có xác nhận của ngân hàng. Toàn bộ số tiền mọi người ủng hộ sẽ được tôi trao lại cho chương trình Cùng Em Đến Trường, Quỹ Tấm Lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam. Anh viết, chia sẻ với báo Thanh Niên, Đỗ Mạnh Cường cho rằng từ thiện là một vấn đề nhạy cảm nên trước giờ nhà thiết kế thường chỉ thực hiện cá nhân chứ không đứng ra kêu gọi. Vụ việc này tôi chưa tìm hiểu kỹ, tôi mong mọi người nhìn công việc từ thiện bằng cái nhìn tích cực hơn. Chúng tôi làm việc trong nghề hơn 20 năm và có thành công nhất định nên không ai đánh đổi sự nghiệp của mình bằng vụ việc này cả, nhà thiết kế khẳng định. Mọi người yên tâm vì không ai ăn chặn được số tiền từ thiện này hết vì sẽ có giấy tờ sao kê. Công an hoàn toàn có thể kiểm tra số tài khoản tôi sử dụng cho việc từ thiện này. Còn chuyện chi phí đi lại, đồng hành chúng tôi sẽ tự bỏ ra chứ không ảnh hưởng đến chuyện thu chi. Đây cũng là bài học cho tôi để hiểu rõ hơn về luật và rút kinh nghiệm sâu sắc để làm cho đúng, không gây tranh cãi. Anh nói thêm. Giải thích về việc dùng số tài khoản cá nhân để kêu gọi, Đỗ Mạnh Cường nói, vì ban đầu tôi nghĩ đơn giản nên là dùng số tài khoản mà mình mới mở, chưa sử dụng vào bất kỳ việc gì. Sau khi chương trình kết thúc, tôi đóng vĩnh viễn và không sử dụng nữa. Đó là suy nghĩ lúc đầu. Đến bây giờ, khi nhận ra thì tôi tìm hướng giải quyết, mong mọi người hiểu và thông cảm. Hiện động thái này của Đỗ Mạnh Cường đang trở thành chủ đề bàn luận của cư dân mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.